Mọi người thì chỉ thấy mấy cái cảnh ăn uống sung sướng của mình thôi. Còn mấy cái lúc mà dầm mưa giải nắng vậy nè thì mình đâu có cho ai thấy. Mấy hôm trời tuyết vậy đó mà còn đỡ, nó không có ướt người. Chứ bữa nào mà mưa mà cộng thêm 1-2 độ nữa là nổi ám ảnh đó với mình. Ở bên đây thì có một cái làm mình nản nhất, đó chính là thời tiết. Cái ngành của mình học á, tuy là 2 năm nhưng mà trong vòng năm đầu tiên á thì mọi người phải tìm được công ty. Nên là nói chung thời gian này thật sự nó cũng hơi vất vả vì công việc bận rộn nó quá nhiều. Lần đầu tiên mà mình gặp cái cô bạn phía bên trái, nhìn thì hơi hơi giống ca sĩ Rihanna vậy ha. Mình thì đang có một cái dự định là về Việt Nam luôn, nhưng mà giờ đang không biết là ở Việt Nam làm giờ nó có khó khăn hay không, mà giờ về ngang thì lại hơi tiếc, tại vì là cũng nghe loáng thoáng là mọi người giờ làm ăn nó cũng hơi khó khăn dữ lắm. Mình thì đang có dự định về, nhưng mà chắc cũng phải đợi học xong rồi mới tính tiếp. Điều học xong về thì mình ghé vô cái tiệm Việt Nam gần nhà, tại vì nghe nói là bữa nay đang có một cái nhân vật đặc biệt, để mình mở cái tủ ra cho mọi người coi đó là cái gì ha. Đó chính là sò huyết. Cái loại này thì hình như một năm nó chỉ có vài lần thôi, nên lúc nào có là cứ tranh thủ ăn chứ nhanh hết dữ lắm. Cái bao này thì là 7 ký nhưng mà có người đặt hết 5 ký rồi, nên giờ là mình lấy 2 ký còn lại xong là hết luôn đó. Mọi người làm chứng là mình căn đúng chứ không ăn gian nha. Sò huyết này thì người ta đi bắt ngoài biển rồi mọi người. Cái loại này thì xay nó vừa vừa chứ không có bị nhỏ quá. 1 ký thì là 800 yên, tính ra thì là khoảng 150 cành. Ăn được cái con này thì cũng không phải dễ đâu nha. Mình đứng chà tầm đâu là 45 phút đồng hồ thì mới xong á. Bữa nay thì làm cái món sò huyết cháy tỏi. Cái món này thì lần đầu mình làm nên không biết là có thành công giống như ngoài tiệm hay là không. Phi tỏi xong thì mọi người nhớ vớt ra, xong là quay qua làm cái chén nước sốt. Thấy đầu bếp người ta làm thì người ta cho hẳn cái gia vị vô luôn, còn mình trình độ mới tới phụ bếp thôi, nên là pha sẵn vậy cho nó yên tâm. Khi cái nước sốt của mình nó kẹo kẹo lại á thì mình đổ hết cái phần sò huyết vô. Không biết là có con nào bị ngẫm trước hay không, nhưng mà thà ăn làm chứ không có bỏ sót. Không biết là mình làm sai cái bước nào mà càng xào nó càng ra nước, nên là làm nó không có được kẹo kẹo như ngoài quán được. Rõ ràng là mình coi trên clip á, mình thấy người ta xào qua xào lại có vài cái thôi là cái nước sốt của nó kẹo lại luôn, nó áo lên cái con sò huyết nhìn rất là ngon. Còn của mình sao càng xào nó càng ra nước, nên là hành ra nó không có giống ở ngoài quán được. Nên anh chị nào mà biết làm cái món này á thì chỉ cho mình với nghe, chứ cái này là bó tay rồi đó. Cái món này thì nhất định phải có chén muối tiêu, có 4 cái trái ớt. Cái món này thì ăn nhâm nhi hay là ăn chung với cơm đều được hết. Chấm con sò huyết vô cái chén muối tiêu mà mồ hôi lưỡi nó tuôn trào. Làm cái món này tuy đơn giản nhưng mà ăn nó ngon thiệt, nên chiến này ăn 3 tô cơm luôn thì nó mới đã. Cái món này đặc biệt là có thêm miếng rau găm ăn chung nữa thì nó mới đúng bài, do cái phần sốt thì nó chỉ dính ở ngoài cái vỏ thôi, nên là cần phải làm thêm cái chén muối tiêu mà phải là siêu cay nha, do là mình xào vừa mới chín tới á. Nên mọi người có thể nhìn thấy được là cái phần thịt của nó vẫn còn đầy ắp luôn, nên là ăn con nào là chất lượng con đó đó, chứ không có bàn cãi gì hết. Cái sốt ở ngoài thì dính mấy cái tỏi phi ăn nó thơm gì đâu, do là nước sò nó chảy ra trộn chung với nước sốt. Không phải nói chứ lấy nước đó mà chan chung với cơm là ăn hết cái nồi cơm. Ta nói ăn chưa hết cái dĩa sò trong dĩa nữa, mà cái tô cơm là coi như là hết trước rồi đó. Làm mấy cái món này thì tính ra nó cũng dễ lắm. Tết mà mọi người ngán thịt kho hột vịt á thì có thể làm cái món này ăn nhâm nhi. Thịt sò ta nói nó đầy ắp luôn, nhưng mà ăn thì cũng kỹ kỹ tại vì có mấy con nó cũng còn cát. Mà phải công nhận chứ ngoài quán người ta làm sao mà hay thiệt ha. Mình thì cũng làm y chang vậy đó mà sao nó không có ra cháy tỏi, hay là tại vì làm bột ngọt nó ít quá ta. Nhưng mà cái vị thì nó vẫn ngon nha. Ăn cái này xong mà tối nay không chừng mất ngủ thiệt nha, do cái này nó là sò huyết mà sò huyết thiên nhiên nữa chứ. Một mình mà ăn nguyên dĩa thì còn gì mà chịu cho nổi, suốt ngày toàn nạp mấy cái đồ bổ vô người không à.